liệu Bi có vượt qua những đá tảng để trở thành tiền tệ toàn cầu hay không? Chúng ta đã biết, Bi Network được Bi Consim giới thiệu là tiền ảo có thể được đào trực tiếp trên smartphone, không cần sử dụng siêu máy tính. Việc đào Bi không ảnh hưởng đến tài nguyên hay hiệu suất hoạt động của điện thoại. Theo trang chủ tại minefi.com, Bi Network được tạo ra dưới triết lý, lấy con người làm trung tâm, đặt sức mạnh của tiền điện tử vào tay người dùng, khác với Bitcoin, vốn khó sử dụng và khó truy cập. Theo đó thì nhiều người nhận định Bi Network là đồng tiền để lưu thông, không phải để lưu trữ giá trị, nên số lượng đào được sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của Bi trong tương lai. Tuy nhiên, để làm được điều này, chắc chắn Bi sẽ gặp những rào cản nhất định, đặc biệt là vấn đề pháp lý và chính sách tiền tệ của từng quốc gia. Tiếp nối chuỗi video giải mã Bi Network, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích về những rào cản mà Bi phải vượt qua để có thể thành tài sản được công nhận trên toàn cầu. Lưu ý, CryptoLitVN không có ý định tạo FOMO hay anti-Bi. Mục tiêu video là bảo vệ cộng đồng, chia sẻ thông tin và nhận định để cộng đồng hiểu rõ hơn về dự án Bi Network. Để có thể giúp bạn dễ hình dung, chúng tôi sẽ trình bày các quan điểm từ đơn giản đến phức tạp, từ niềm tin cá nhân đến pháp lý trên toàn cầu. Các bạn hãy chú ý theo dõi ngay sau đây. Xin thông báo, để trải nghiệm các tính năng kiếm tiền của CryptoLitVN, quý khán giả cần trang bị cho mình một tài khoản trên website CryptoLitVN.com. Hiện tại, tính năng này đã mở, cho phép mọi người đăng ký tài khoản, nhận mã giới thiệu. Người dùng có thể dùng mã chúng tôi cung cấp để mời bạn bè và nhận thưởng trên mỗi lời mời thành công. Để tạo không khí sôi nổi trước ngày ra mắt chính thức, mời quý khán thính giả tham gia mini game xe say mê nhận quà cực phê với các phần thưởng vô cùng hấp dẫn là những điểm và các NFT, những tài sản quan trọng trong hệ sinh thái mà chúng tôi thiết kế. Thông tin chi tiết các bạn vào bài viết hướng dẫn tham gia mini game cùng CryptoLitVN dưới phần mô tả và bình luận. Trân trọng cảm ơn. 1. Niềm tin người dùng. Tôi tin thì người khác cũng sẽ tin. Đây là rào cản đơn giản nhất cũng là vấn đề khó giải quyết nhất. Mỗi quốc gia và khu vực, người dân luôn có niềm tin khác nhau về cái mà họ gọi là một đơn vị trung gian để giúp mọi người trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Nếu bạn tin rằng Bi có thể là tiền tại nơi bạn sống, thì bạn cũng không thể ép người khác cũng phải tin giống như bạn. Sợi dây liên kết này sẽ càng phức tạp hơn khi bạn ép một người chấp nhận cái bạn tin tưởng, rồi người ấy lại tiếp tục đi ép người khác chấp nhận niềm tin đó một lần nữa. Để vượt qua được rào cản này, Bi cần tạo nên được niềm tin cho toàn bộ người dân sống trong một đất nước hoặc một khu vực, hoặc có một cách gián tiếp nhưng sẽ hiệu quả hơn là chính phủ một quốc gia sẽ chấp nhận Bi thay thế hoàn toàn cho tiền pháp định. Đào tiền. 2. Hội nhập với crypto toàn cầu thông qua các ông lớn. Để có thể tiếp cận được với người dùng trên toàn cầu, Bi cần được các ông lớn trong ngành phân phối coin đến với từng người dùng. Cụ thể là các sàn giao dịch lớn sẽ quyết định niêm yết Bi để lưu thông như những đồng crypto khác. Bi sẽ luôn có khả năng thanh khoản sang các loại crypto hay tiền tệ khác theo tính chất bắt cầu. Ví dụ như Bi quy đổi được thành USDT và USDT thì hoàn toàn có thể quy đổi ra tiền pháp định. Các tổ chức quỹ đầu tư uy tín trên thế giới sẽ xem Bi như một dạng tiền tệ và mua vào tích lũy. Nếu đạt được tới quá trình này, Bi mới có thể tạo nên sức mạnh nội tại và auto được giới đầu cơ chấp nhận do tính thanh khoản cao. 3. Pháp luật các quốc gia sở tại. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều các quốc gia nghiêm cấm sử dụng crypto thay thế cho tiền pháp định. Ví dụ như ở Trung Quốc và Việt Nam, người dân không được phép sử dụng crypto để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt hơn là ở Việt Nam, công dân không được phép sử dụng bất kỳ loại tiền nào khác ngoài Việt Nam đồng để mua bán hàng hóa và dịch vụ. Khoản 1 Điều 1 Nghị định 80/2016 sửa đổi bổ sung khoản 6, 7 Điều 4 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt như sau. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán, sau đây gọi là phương tiện thanh toán bao gồm xét, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy định tại khoản 6 điều này. Công văn số 5747 của Ngân hàng Nhà nước có nội dung như sau. Căn cứ quy định nêu trên, tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng, phương tiện thanh toán không hợp pháp làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Ngoài ra, theo hệ thống pháp lý của các quốc gia, giao dịch trên crypto và blockchain cũng chưa được hợp thức hóa về kê khai thuế. Như vậy, chúng ta có thể thấy, mỗi nước đều có luật pháp riêng, đặc biệt là ở Việt Nam, việc cổ suý mua bán giao dịch hàng hóa bằng tiền ảo là hành vi bị cấm. Vì muốn được chấp nhận thì cần vượt qua những chính sách pháp lý ở từng quốc gia.
Điều này, theo nhận định của các chuyên gia CryptoLitVN là bất khả thi. 4. Ngoại hối và các tổ chức điều phối chính sách tiền tệ toàn cầu. Nếu Bi có thể trở thành một loại tiền tệ trên toàn cầu, khi ấy Bi có thể nèo giá với các loại tiền phổ biến trên thế giới. Mối liên hệ này mọi người thường hay gọi là ngoại hối. Ví dụ như đô la Mỹ và Việt Nam đồng có tỷ lệ quán đổi là 1 đô 23.600 Việt Nam đồng. Trên các sàn phái sinh, các cặp ngoại hối phổ biến như đô Úc, đô Mỹ, đô Canada, euro cũng thường được niêm yết để nhà đầu tư giao dịch. Ví dụ như cặp đô Úc và đô la Mỹ là AUD, USD hiện có tỷ lệ là 0.67376, hay cặp euro và đô la Mỹ là euro, USD hiện có tỷ lệ là 1.00139. Các cặp tỷ giá này luôn được chính phủ các quốc gia quan tâm vì nó còn ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu, sức mạnh tài chính và kinh tế của một quốc gia. Các chính sách về tài chính luôn được các tổ chức tiền tệ theo dõi và điều phối sát sao. Ví dụ như Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund IMF, Cục Dự trữ Liên bang Fed hay Quỹ ban giao dịch chứng khoán ở từng quốc gia Security and Exchange Commission SEC. Như vậy, nếu muốn trở thành tiền tệ chính thức được chấp nhận, Bi cần phải được nêu giá với các đồng tiền phổ biến được chấp nhận trên toàn cầu như chúng tôi đã liệt kê. Để đạt được bước tiến này, Bi phải được các tổ chức tiền tệ chấp nhận và xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý. Như vậy là chúng tôi đã cùng nhau nhìn nhận một cách trung lập những rào cản mà Bi sẽ phải trải qua nếu muốn trở thành một loại tiền tệ trên toàn cầu. Và chắc chắn việc ấy không phải là ngắn hạn. Còn ở thời điểm hiện tại, việc mà nhiều nhà đầu tư quan tâm lúc này chính là khả năng thanh khoản của Bi Network, vì vẫn chưa được niêm yết lên các sàn giao dịch uy tín trên thị trường, vẫn phải giao dịch OTC với nhau, một kiểu mua bán chợ đen. Điều này vừa không thể định giá được giá trị chính xác của Bi, vừa rất nguy hiểm cho người sử dụng vì rủi ro lừa đảo. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang rất muốn mua vào Bi và tích trữ, còn người nắm giữ Bi thì lại muốn bán ra để thu về tiền fiat. Điều này rõ ràng là nhu cầu chính đáng và phù hợp với cán cân cung cầu của thị trường. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này, ở những video sau, chúng tôi sẽ tìm hiểu các giải pháp đã và sẽ ra mắt trong tương lai để giúp cộng đồng thanh khoản được đồng Bi. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án của Bi Network. Các bạn hãy nhấn vào nút subscribe ngay bên dưới để tiếp tục nhận được các nhận định hữu ích từ CryptoLitVN trong video lần sau.